Chào anh em nhé. Thì để nối tiếp cái video trước ạ, mình có review cái máy CNC Mini 3018 á. Thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em làm nào để xuất cái file file G-code, cái file in để mình cho vào cái máy CNC để nó thực hiện khắc. Thì đây, anh em có thể cái máy in này thì anh em có thể lấy trên mạng về, tải trên mạng về hoặc là tự vẽ. Thì ở đây là mình có vẽ bằng Artidium, thì bất cứ cái phần mềm nào cũng thế thôi. Thì sau khi vẽ xong mình xuất file ra thì mình vẫn xuất file bình thường như file PDF thôi. Ở đây mình có một cái mạch vẽ xong rồi nhé. Đây cái mạch của nó. Ở đây thì mình cứ xuất file như bình thường thôi. Khi đây mình xuất cái về cái phần mà khi chọn các cái layer á, thì anh em thường thường đều chọn cái lớp dưới á, lớp boss á, và cái lỗ mình cứ tích hết vào như bình thường. Ở cái phần bên cạnh có chữ mirror á, cái lật á, thì anh em tích vào. Thì tích vào để làm gì? Thì khi mình làm bài in mà mình in thủ công á, là khi mình có cái file ảnh này, xong mình in ra, sau đó mình in lên cái phím đồng á, thì là mình in ngược từ mặt dưới lên, sau đó mình giữa mạch. Còn này là mình khắc trực tiếp từ trên xuống dưới, thì mình sẽ làm ngược lại, là mình ấn vào chữ lật ảnh ấy, đấy cái chữ mirror á, đấy các em tích vào cho mình nhé. Rồi các em mình nhìn đây là trực tiếp từ trên xuống này, là nó được như này đó. Còn khi mình in ra thì nó sẽ lật ngược ảnh lại. Rồi mình tiếp nhé, mình print, mình chọn ra file đây, micro print to PDF, mình xuất file PDF bình thường thôi. Đây, mình sẽ xuất ra một thư mục nhé, download đi, tên là mạch in rồi nhé. Đây mình sẽ được file mạch in rồi. Đây đây cái file mạch in mình được như thế này. Rồi đến bước tiếp theo là anh em cái để cái mình sẽ dùng một cái phần mềm gọi là phần mềm đây Abria 8.0 này, đây tên phần mềm đây nhá. Anh em dùng phần mềm này để xử lý cái file ảnh, file PDF của mình, file ảnh của mình. Thì cái file này yêu cầu cái file đầu vào là file bitmap. Thì khi xuất ra mình được cái file PDF đấy, thì mình sẽ chuyển cái file PDF sang bitmap. Thì nó có hai cách, là chuyển bằng Photoshop và chuyển bằng trình duyệt mạng bình thường. Đây anh em, khi mà anh em có file PDF rồi, anh em sẽ lên cái trang pdfcandy.com này. Đây cái đường dẫn ở đây, anh em search này từ đường dẫn bài này vào được. Anh em thêm tập team, sau đó tải cái file của mình lên, xong mình ấn vào chuyển PDF này. Đấy thì nó sẽ chuyển từ PDF sang bitmap. Anh em tải file về, anh em nhập vào phần mềm là xong. Còn cách thứ hai là mình dùng Photoshop. Đây mình tải tập team là xong nhé. Cách hai mình Photoshop, anh em mở file chuột phải vào cái file PDF của mình á, anh em mở bằng Adobe Photoshop. Rồi anh em ấn cấn OK thôi. Đây nó sẽ được cái file của mình nó hiện trên đây. Mình sẽ ấn save file, ấn file này, save này, mình lưu nhá. Mình vẫn lưu ở chỗ bình thường thôi. Ở cái phần format của cái file này, em chọn cho mình bitmap nhé, BMP á. Đó anh em ấn vào, ấn set, cấn OK rồi. Thì đầu tiên anh em phải biết cái kích thước của cái file của mình luôn nhé. Thì nếu đây nhá, từ từ mình hướng dẫn nốt một cái nữa là nếu anh em tải file trên mạng về á, thì nó chưa được lật á, thường người ta đều để cái ảnh bình thường để mình làm máy in thủ công. Còn đây là mình file thì mình sẽ lật lại bằng cách ấn đây này, ấn email này, sau mình ấn vào phần đây email xoay này, anh ấn là Philip Canvas này, đấy là được, là nó sẽ lật cái ảnh lại. Còn cái ảnh mình là đã lật rồi nhá, mình lật bằng phần bằng khi mình xuất file rồi thì thôi, mình sẽ không lật bằng cách đấy, mình không lật nữa. Rồi đấy rồi nhá. Trước tiên anh em phải biết cái kích thước của file mình. Thì thường thường tải file về mình, nếu mà anh tải đâu về nó sẽ có cái kích thước của nó thôi. Đây mình sẽ, đây mình sẽ đo kích thước nó này. Đây đây một chiều là 51.4,
một chiều là 42. Em nhớ thông số đấy nhá, anh em vào phần mềm này. Đây, April này. Anh em ấn vào Connect New này. Anh em nhập hai thông số vào. 51.4 và 42. Rồi, ấn từ nhá. Em mình sửa lại, mà anh em sửa, anh em ấn vào cái này. 51.4 và 42. Đấy, xong rồi ấn vào cái độ dày của cái phôi này, mình cứ chọn cái file cái phôi của mình á, file mình in cái phiếu đồng mình á thì thường thường nó dày 1.7, 1.8 gì đấy. Mình cứ để 2.0 thôi, nó không quan trọng lắm. Còn cái điểm dây dâu anh em để vào cái này cho mình. Thì có nghĩa là cái điểm bắt đầu á của cái mũi khoan á nó sẽ ở góc bên trái và bên dưới. Đây mình ấn đây. Xong mình ấn vào mm nhá. Ok. Xong là mình được cái file này. Xong mình nhập cái file bitmap của mình vào bằng cách ấn vào cái đây này. À đâu, ở đây đây. Import tại bitmap nhá. Em nhìn nhá. Xong mình vào đường dẫn bitmap mình vừa tạo xong, có thể bằng tạo trên mạng hoặc là tạo bằng Photoshop. Rồi, mình nhập vào thì nó sẽ in vừa sinh cái kích thước mình vừa đã chọn. Được nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển cái file này sang file vector. Bằng cách ấn vào cái file này, sau đó ấn vào cái con chim này. Đó, mình chọn. Ở đây là có một cái thanh này để chọn cái độ sắc nét của nó. Anh em chọn nó vừa vừa được, vừa mắt được. Kiểu cho các cái đường mạch nó không dính với nhau được. Mình sẽ chọn khoảng 0.7. Anh em ấn là back black white nhá. Rồi, mình ấn preview rồi. Xong rồi ấn apply, xong rồi close. Mình sẽ ấn vào cái ảnh lần nữa, mình xóa. Đấy, nó sẽ lộ cái file vector mình ra. Rồi nhá. Rồi bây giờ là mình sẽ phân chia hai cái loại file, đó là cái lỗ và cái viền. Đó, đây là viền, còn đây là lỗ. Lỗ thì mình có thể bằng mình để cho mũi khoan và khoan, còn viền thì mình cho mũi file và file. Đó. Tiếp theo nhá. Ở đây các cái lỗ này thì bây giờ anh em ấn bạn anh em xoay chuột á, lăn chuột thì nó sẽ phóng to lên. Đấy. Thì mình sẽ ấn giữ phím shift, sau đó kéo kéo chọn các cái lỗ này, em cứ kéo cho nó bôi đen là được. Thì cái mạch bình thường thì thường thường là người ta chia vào hai loại lỗ, là lỗ 0. Thường thường là cái lỗ mình gắn linh kiện, gắn chở thường thường là khoảng 0.7, 0.6. Còn cái lỗ to hơn như kiểu lỗ relay hoặc lỗ transistor MOSFET á thì nó khoảng 1 ly. Đó, hoặc là lỗ dăm ấy, đấy. Thì anh em cứ chia là hai loại lỗ. Anh em thấy lỗ nhỏ thì anh em sẽ phân loại là 0.7, còn lỗ to thì anh em sẽ phân loại là 1. Đây mình sẽ bôi đem các cái lỗ nhỏ vào. Cái lỗ mình cảm thấy nó vừa với cái kích thước là 0.7. Cái lỗ thường lỗ này. Đấy, còn cái lỗ còn lại là lỗ 1 chấm nhá. Đây một lỗ 0.7 trước nhá. Nhưng mà cái bài anh em mà có một loại lỗ như kiểu lỗ to, lỗ nhỏ thôi, 0.7 hoặc 1 ly thì anh em cứ bôi hết thôi. Còn đây mình sẽ phân loại là hai loại lỗ. Mình chuột phải vào nhá. Sau đó chọn là group object này. Đó. Còn sau đó mình nhả ra. Mình giữ shift và mình sẽ bôi tiếp các lỗ 1 chấm. Cái mạch này mình thiết kế là mình biết cái lỗ nào nó to, một lỗ nào nhỏ. Còn anh em thì anh em cứ làm theo cái đây lỗ này nữa. Anh em cứ cảm thấy nhìn linh kiện á, nhưng mà linh kiện nào có chân to thì mình sẽ làm to. Đây mình là group object nhá. Tương tự thế. Rồi, đây mình sẽ chọn đây là chọn được hết, mình đã tìm hết được cái lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ ấn một cái lỗ 0.7 này. Đó, xong rồi mình ấn toolpath này. Đấy, xong rồi mình ấn ấn vào đây, ấn vào cái drilling toolpath này. Mình ấn vào đây để tạo cái file đục lỗ. Anh em chọn 0, còn độ sâu là anh em chọn 1.8 cho mình. Thì khoảng cái back in là 1.7 thì mình cứ chọn 1.8 cho mình được. Còn ấn select. Anh em chọn cái mũi dao của mình, mũi khoan mình. Thì ở đây mình dùng cái mũi khoan là mũi Enmil này. À đâu, đây mũi drill này, đây drill này. Đó, ở đây thì mình chọn cái mũi của mình, đây mình sẽ dùng mũi 0.8. Đây là cái góc nó, mình góc không độ. Cái này độ sâu mà một lần nó đi xuống á, có nghĩa là ví dụ cái
mạch của mình là 2 ly đi, mình ví dụ đi 2 ly thì nếu mình chọn bình ấn 1 ở đây thì nó sẽ khoan 2 lần, đó là mình cái mũi khoan lại khoan xuống 1 ly xong nó nhấc lên, nó khoan tiếp 1 ly nữa là sẽ được 2 ly. Còn mình nếu mình để 2 ly thì nó sẽ cái hành trình nó là xuống hết là 2 ly. Đó. Mình để 2 mình tại vì mũi khoan nó không nặng lắm. Cái tốc độ của cái spinner của mình thì mình để khoảng 10.000 là sẽ đi. Cái spinner của mình 10.000 thì mình để 10.000. Còn cái spinner của anh em là 12.000 anh em để 12.000. Đây là cái tốc độ nó là 20 mm/s. Mình có để khoảng đấy được. Ok. Ở đây mình sẽ đặt tên nó là mũi 0.8 mm. Xong mình ấn calculator này. Đó, xong. Đây là nó sẽ mình ấn đây vào review nhá để cho xem đây. Khoan hết cái lỗ 0.8 rồi. Rồi, xong mình ấn close này. Ở phần mình sang phần new tiếp nhá. Mình chọn tiếp cái lỗ các cái lỗ 1 ly. Mình ấn tương tự. Đây. Vẫn là 0.8 mình ấn select. Ở mũi mình vẫn chọn cái kiểu mũi như cũ, sau đó chọn đây là 1 mm. Xong ấn apply. Ok. Mình vẫn đặt tên nó là mũi 2 mũi 1 mm. Ấn tương tự thôi. Đây. Đó. Sau đó bây giờ cái bước cuối cùng, bước tiếp theo là chọn các cái lỗ file. Mình cứ bôi đen hết đi. Bôi đen hết nha. Sau đó mình ấn bôi đen hết cho mình nha. Rồi, xong mình ấn giữ shift, chọn cái kiểu lỗ 0.8 và một cái lỗ là 1 ly thì nó sẽ trừ các cái lỗi ra, mình nó chỉ chọn những cái đường phay thôi. Rồi nhá. Sau đó đây mình đã chọn được cái đường phay rồi. Thì mình sẽ ấn vào đây. Ấn vào profile toolbar này. Đấy, ấn cho mình nhá. Ấn vào đấy. Sau đó chọn cái đường cái độ sâu của nó. Thì ở đây mình cái lớp đồng trên cái mạch in á, trên cái phím đồng á, nó dày khoảng 0.2 gì ạ, 0.10 mấy á. Thì mình vì cái độ chính xác của cái máy này nó không cao như cái máy, tất nhiên là cái độ chính xác nó phải đi theo giá tiền rồi. Cái máy 3 triệu thì nó không thể bằng được cái máy 10 triệu rồi. Thì mình cứ để khoảng 0.3 cho mình nhé. Anh em để 0.3 cho mình. Đấy thì có nghĩa là cho nó chính xác hơn. Đó. Thì khi nó đi xuống, lấy dao đi xuống thì nó chắc chắn được là cái đường mạch đấy đó nó đã bị cắt rồi. Rồi xem nhá. Anh em select cho mình. Anh em chọn cái mũi này. Invert này. Đây em gọi cho mình. Đó, xong rồi anh em cho chọn mũi phay. Cái mũi phay thường thường em dùng cái mũi phay mạch á, để em sử dụng cái mũi phay 3 ly 30 độ và cái mũi nhọn nó là 0.1 mm. Cái mũi như này. Đó. Anh em mua mũi đấy cho mình hoặc là anh em mua cái mũi dứa cũng được. Thì mình các video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em xuất file cho cái mũi dứa. Mũi đấy thì nó sẽ chậm hơn nhưng mà một mũi đấy nó có thể vừa khoan vừa phay được luôn. Đó nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn cái này trước. Thì cái phần D này anh em chọn cho mình 3.175 hoặc 3 chấm được. Thì độ chính xác, cái chính xác nó là 3.175. Cái góc của nó là 30 độ. Cái độ nhọn mũi là cái độ cái F á, cái nhọn mũi này nó sẽ để là 0.1. Nhưng mà cái mũi em bị cùn thì anh để sang 0.2. Đấy. Các thông số này anh em để theo mình nhé. Để cái tốc độ của nó thôi. Nó sẽ đi 2 lần. Mình để ở đây 0.15 mà cái độ dày mình cần khắc là 0.3 thì nó sẽ đi 2 lần. Đây. Đây, tốc độ spinner là 10.000. 8 mm/s. Ok, ok nhá. Ở đây nó sẽ hai lựa chọn là inside và outside, nó kiểu khắc nét trong hoặc nét ngoài. Thì thường thường là anh em cứ chọn thử đi. Nhưng mà anh em ấn outside trước nhá. Có nghĩa là anh em làm là cho cái đường đường viền mình này nó được to, nó được vừa được khắc ra và nó được cái độ dày của cái đường này nó sẽ được to nhất. Anh em cứ thử thôi. Mình sẽ thử nhá, ấn outside trước nhá. Rồi anh em ấn cho mình tên nó là mũi phay. Ấn ở đây. Đây nó sẽ được cái file, nó sẽ được cái hình ảnh preview này. Em gì nhá, nhìn như này được nhá. Có nghĩa là em tìm cái chỗ mà nó sát nhau nhất này, nó được cắt qua nhau. Đấy. Thường thường nếu mà nó bị lỗi á, nó bị kiểu hai cái đường này nó bị chập vào nhau này. Đấy thì mình sẽ sửa sau. Còn đây là nó đều là được cắt qua nhau rồi, đây, đều được cắt rồi nhá. Thì mình sẽ thế này là ok rồi. Thì
mình sẽ thử cho anh em xem nếu mà nó bị lỗi thì sẽ xử lý nào nhé. Anh em nếu mà có lỗi anh em ấn vào chuột phải vào cái file bụi file đấy, anh em ấn edit. Ví dụ mình chọn outside đi, inside đi, mình sẽ thử inside em xem nhé. Đấy, đây là inside của nó. Thì anh em nhìn nhé, các cái đường mạch của nó rất là mỏng. Cái đường này thì file lên cái độ chính xác không cao thì nó sẽ mất luôn. Đây, đường nó nhỏ tí thôi. Đấy, thì em sẽ không được chọn thì cái trong trường hợp này anh em không chọn inside nhé, mình sẽ chọn outside cho mình. Đó, đây, cho nó file thử anh xem ở đấy. Khi file xong cái đường mạch của nó rất nhỏ luôn. Đường này thì hàn lên các cái độ dẫn điện nó, cái hàn lên thì nó rất là khó luôn. Mình sẽ chọn lại outside. Mà nếu trường hợp mình nói trong trường hợp mà nó bị dính vào nhau nhá, dính nhau thường thường là tùy loại mạch thôi, tùy cái file mạch in thôi. File mạch của mình nó sẽ khác nhau. Ví dụ mình chọn mình để này cho nó nhìn thấy hai đường nó bị dính vào nhau. Đây, mình sẽ reset này. Đây, dính này. Các bạn thấy không? Các cái điểm của nó là các cái đường của nó đều bị dính vào nhau. Thì file này xong thì mình sẽ không sử dụng được cái mạch này. Đó, thì trong trường hợp mà anh em bị này nhá, thì anh em sửa mình cái số này. Bị anh em để không rồi nó vẫn bị dính thì em sẽ ấn trừ 0.1 hoặc là trừ 0.2 gì đó. Đấy, làm nào cho nó khi em ấn preview á, anh em xem thử là nó đều tách hết thành nhau là được. Mình sẽ ấn 0 là nó ok rồi, mình sẽ để 0 nhá. Đây, đường mạch nó đây. Rồi. Sau đó cái bước cuối cùng là mình sẽ chọn cái đường phay bên ngoài để tách cái phôi ra. Mình sẽ chọn một đường ở đường này nó hai đường này, từ hai đường. Nhưng mà không có đường thì anh em phải tạo bằng cách ấn vào đây này, anh em vẽ. Còn đây mình có đường rồi, mình ấn vào một cái đường bất kỳ, nó bao quát tất cả cái mạch này. Sau đó mình ấn profile toolbar tiếp nha. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn cái độ dày ở độ sâu của nó là 1.6 đi. Đấy, em cứ chọn cái phải in mình dày 1.7 thì em cứ chọn khoảng đấy. Mình sẽ để này rồi khi mình nhấc phôi ra mình bẻ cái là phôi nó gãy ra. Đó. 1.6 nha. Nên mình để 1.7 thì khi nó phay xong, nó phay viền xong thì nó sẽ bị rơi ngoài luôn. Đấy, mình cứ để 1.6 được. Anh select thì mình vẫn chọn cái mũi của mình thôi, mũi phay thôi. Thì ở đây em có thể dùng cái mũi Enmil này, cái mũi dứa này, cái mũi Enmil này, anh nhìn cái anh kê để mình để cái mũi ở trên đây này. Đó. Thì cái mũi đấy thì phay được thì nó cái đường phay nó đẹp hơn. Thì nếu em dùng mũi này thì em dùng khoảng cái mũi 1.5 ly là đẹp. 1 ly, 1.3 ly em phay viền. Còn đây mình lười thay mũi với cả mình đây mình sẽ dùng cái mũi này luôn. Chính cái mũi phay mạch luôn để mình phay viền luôn. Thì thông số mình để y xì thế. Đây thì 375 30 độ 0.1 phay 0.15 ly một lần thì khoảng mình sẽ để 0.2 đi. Nó nhanh hơn tiện. 0.2 ly một lần. Các cái thông số này anh em để y xì cho mình nhá. Rồi. Inside outside thì mình cứ để inside outside đi. Còn cái anh em để on thì nó sẽ phay chính trên cái đường được mình chọn luôn. Còn outside nó sẽ lệch ra ngoài, kiểu inside lệch bên trong kiểu. Rồi cái phần này anh em ấn tích cho mình. Cái này là cái file mình tạo ra để giữ cái phôi của mình. Còn mình tạo cái đường phôi để giữ cái mạch đây. Mình sẽ ấn thử cho anh em xem luôn nhá. Rồi mình sẽ edit các thông số mình để này nhá. Khoảng 2 ly thôi. Độ sâu của đây 1 ly. Ấn edit tab này, anh em sẽ ấn vào các anh em sẽ đây, anh nhìn cái chỗ chuột này nó sẽ hình như này. Anh ấn vào cái điểm này mình nó sẽ giữ lại cái điểm đấy để cho mạch nó không bị bung ra ngoài. Đây, mình sẽ tạo cái điểm như này. Rồi. Thôi ấn anh em ấn close. Đó, anh em ấn đặt tên cho file là file viền. Ok. Đây, xong cái file viền nó sẽ được nha. Ấn thử em xem này. Đó thì nó sẽ giữ lại các cái đường này để cái phôi mình nó dính với cái viền ở ngoài. Mình nhấc phôi lên là mình bẻ cái là xong. Ok, thì tất cả các em này nó sẽ xong hết này này. Sau khi em phay xong thì được cái mạch như này. Thì bước cuối cùng là mình xuất cái file này ra. Thì ở đây là có ba loại mũi, là mũi 08, mũi 1 ly và mũi phay. Mình sẽ xuất thành 3 file. Thì anh em sẽ phay bằng 3 lần, hơi mất thời gian tẹo nhưng mà mình phay kiểu này sẽ được cái hình đẹp nhất. Ok nhá. Thì thường thường là khi phay mạch in thì người ta sẽ khoan trước và phay sau. Nói chung là tùy anh em muốn khoan trước phay sau hoặc phay trước khoan sau cũng được. Mình chọn phay khoan trước. Thì mình sẽ ấn vào cái mũi khoan 1.08 trước này.
sau mình ấn bạn vào đây, server Tumbat này, ấn save và mình anh em chọn mình cái tùy chọn file là gcode.minimax.tab. Anh em tìm cái chữ gcode.minimax.tab ra. Đây, gcode.minimax.tab nha. Hoặc anh em ấn đây hướng mới. Thôi ấn save Tumbat này. Mình sẽ tạo một thư mục. Anh vứt cái file vào là CNC make in test. Rồi. Mình sẽ anh em nhớ thứ tự của các mũi nhá. Mình cứ ấn thứ tự là 1 đi. Rồi. Anh em tỏ bỏ tích cái mũi 008 ra, anh em tích vào mũi 1 là mình sẽ thay mũi 008 ra mà thay mũi 1 vào, mình khoan tiếp. Ấn save toolbar và mình ấn số 2 đi cho dễ nhớ. Tùy anh em không liệu được. Okay, ấn save. Hoặc anh em bỏ tích. Và cái cuối cùng là file viền, file mạch in và file viền. Mình sẽ file một lúc luôn. Có nghĩa là file xong mạch in nó sẽ chạy ra ngoài rồi nó file viền. Đấy. Mình sẽ chọn tên như thế. Sau đó cái thứ tự nhá, anh em nhớ là phải để cái mũi file lên trên và file viền xuống dưới. Thì bằng cách lên trên xuống dưới em cứ ấn như này. Cái mũi tên này nó sẽ tùy chọn, cái nào trên thì nó sẽ file trước, còn dưới thì nó sẽ chạy sau. Mình ấn mũi file trước rồi ấn file viền, ấn save toolbar. Và mình sẽ ba mũi file save. Thế là xong nhá. Ok. Rồi. Mình ở đây mình sẽ dùng cái phần mềm mà anh em dùng để file á, thì cái với cái máy in 3018 này nó thì nó dùng cái phần mềm GRBL Control hoặc là Kenet á. Anh em đây cái tên nó đây. Còn anh em máy anh em mà sử dụng mạch 3 á, thì dùng cái các cái phần mềm mạch 3 khác. Bất cứ cái phần mềm nào thì cũng chạy được cái file code được thôi. Mình dùng phần mềm này. Em dùng GRBL Control được nhá. Đây của mình nó hai phần mềm mà y xì nhau thôi. Mình sẽ cắm cái các cái nối và cắm điện cho cái máy in trước. Đây, sau khi mình mở phần mềm lên, mình ấn vào service này, nó setting, xong mình chọn cái cổng của cái máy in của mình, cái máy CC của mình. Thì anh em nếu mà không biết cổng nào, anh em ấn vào GPC này, anh em ấn chuột phải vào là manager này. Rồi, anh em ấn vào driver này, cho em chọn phần cổng này. Nó sẽ hiện cái cổng của cái máy CC của mình lên. Thì nó sẽ hiện cái chữ com bao nhiêu lên. Đấy, em tìm cái chỗ mà nó ký chữ CS340 á. Đấy, cộng bao nhiêu lên. Thôi mình ấn lại phần mềm này, mình chọn đúng cái cổng đấy, ấn OK. Đây, mình sẽ chạy thử anh em cho anh em xem nhá. Đây là cái phần mà chạy, cái phần chạy này. Đấy. Em ấn bên nào nó sẽ chạy bên đấy. Ở đây là chọn cái số bước của nó. Bước dài, bước ngắn. Thì anh em di chuyển thế nào cho cái đầu mũi của mình ấy nó trở về cái góc bên dưới và bên trái. Ấn này để xuống nhá. Và tiện thể ở đây mình sẽ chỉ luôn cho anh em cái cách dò phôi tự động. Đấy thì cái dây điện mình hàn vào đây này. Mình cái dây điện mình hàn vào cái phím đồng á thì nó cũng có tác dụng của nó. Đây thì anh em làm cho mình. Em chọn anh em lấy cho mình một cái sợi dây. Em cắm vào cái cổng có chữ A5 á trên cái phần cái bo á, bo mạch ấy. Sau đó nó sẽ đưa ra hai dây này. Đây em nhìn đúng cái sơ đồ trên đây này, đó. Anh em kẹp một đầu vào cái anh em làm mũi kẹp một đầu vào cái phím đồng và cái đầu lại anh em kẹp vào cái mũi khoan để nó dò được cái phôi tự động cho mình. Rồi nhá. Trên phần mềm mình ấn cái mũi tên xuống này, cái phần dò xuống này thì nó sẽ tự dò cho mình cái điểm Z0. Đây. Từ mình đảo lại hai cái dây này. Rồi nhá, mình sẽ ấn mũi tên xuống này thì nó sẽ tự dò cho mình cái điểm Z0. Rồi nhá. Đấy thì trên phần mềm anh ấn vào cái là cái điểm này mình để nó xét cái điểm đấy là điểm Z0. Rồi. Mình sẽ cho lên một tí để mình di chuyển lại cái dao một tí nữa. Lên trên thì ạ.
rồi nha, sang bên này tiện. Ok thì mình gió lại nữa. Ok nhá, ấn vào đây xem thì nó sẽ khoan thực hiện khoan cho mình. Đây là nó khoan xong mũi 08 rồi. Bây mình sẽ cần thay mũi mình sẽ thay mũi 1 ly vào để khoan cái bước tiếp theo. Bạn open này. Cái này nó hỏi có lưu map không, mình cứ lưu vào. Đặt tên là map. Rồi mình sẽ ấn cái mũi 1 ly vào nhá. Đây là cái file mũi 1 ly. Sau khi thay cái mũi phay vào rồi mình sẽ phay nhé. Đây là cái mic in mình đã quên cái mic ear, cái mic in mình vừa khắc xong rồi, vừa phay xong rồi nhá. Mình gỡ này ra đây. Rồi nhá. Đây cái mic mình khắc xong nhá. Thì mình khắc kiểu này này thì nó sẽ để lại các cái đường các cái điểm giữ này. Đây. Đây đây, mình điểm giữ là mình tự tạo thôi. Trên phần mềm vừa mình hướng dẫn á. Mình chỉ cần vẽ ra bắt là nó ra cái mạch của tôi. Rồi nhá, được anh em cứ làm theo hướng dẫn. Rồi khi mình phay xong sẽ được cái mạch như này. Anh em nhìn cái đường này. Nó nói chung là tương đối là sắc nét thôi.
Đó, thì để file gỗ hay là file Mica thì cũng làm tương tự thôi. Nhưng mà anh em cần hỏi chi tiết hơn thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa hướng dẫn. Còn đây là cái hướng dẫn để file một cái mạch PCB mà in như này. Bởi mình chỉ gắn linh kiện vào xong. Ok, nếu mà có bất cứ thắc mắc nào thì anh em có thể bình luận bên dưới hoặc liên hệ cái fanpage của mình, rồi mình sẽ trả lời nhé. Ok, chào anh em nhé.